Chúng ta có thể đóng mở cửa sổ trời bằng cách là điều khiển ngay trên cái màn hình 11,6 inch này, hoặc là chúng ta có thể vẫy tay để cho nó đóng cửa sổ trời là được luôn ha. Thì thành thao tác thử nhé. Đó, với một cái vẫy tay thì Thịnh đang đóng cửa sổ trời ha, rất là tiện nghi luôn. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Vlog Review và so sánh những mẫu xe Mercedes-Benz chính hãng. Và em là Thịnh Lê, chuyên viên tư vấn và đại diện bán hàng tại đại lý Haseco Điện Biên Phủ, thành phố Hồ Chí Minh. Xin thưa quý anh chị, bây giờ là đang khoảng 6 giờ tối và Thịnh đang trực showroom tại đây. Và hôm nay Thịnh sẽ mang đến cho quý anh chị một mẫu xe vô cùng đặc biệt. Đây là mẫu xe siêu sang, một trong những dòng xe flagship của thương hiệu Mercedes-Benz bởi sự sang trọng, đẳng cấp và xa xỉ của nó. Và mẫu xe này cũng có một màu sơn rất là đặc biệt. Đây, Thịnh sẽ đi đến mẫu xe này cho quý anh chị cùng xem nhé. Đây thưa quý anh chị, trước mắt chúng ta chính là mẫu xe Maybach S450 với màu ngoại thất là màu xanh Emerald Green, hay chúng ta còn gọi là màu xanh ngọc lục bảo, và nội thất là màu kem Macchiato. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng review chi tiết về mẫu xe rất là sang trọng này quý anh chị nhé. Và đây thưa quý anh chị, trước mắt chúng ta chính là mẫu xe Maybach S450 siêu sang quý anh chị ha. Và trên tay Thịnh đây, đây chính là chiếc chìa khóa thế hệ mới của các mẫu xe Maybach với tạo hình thiết kế dạng du thuyền và được mạ vàng cực kỳ sang trọng quý anh chị ha. Ở ngay khu vực nút lốp cửa xe thì chúng ta sẽ có dòng chữ Maybach ở đây nữa, cực kỳ đẹp mắt đó. Cái việc mà chúng ta nhìn vào cái chiếc chìa khóa này không là cũng đã thấy cái sự đẳng cấp và giá trị của mẫu xe này mang lại rồi ha. Và bây giờ không để quý anh chị phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đi ngay vào review chi tiết phần đầu xe của Maybach S450. Là một mẫu xe sedan Maybach cực kỳ sang trọng với hàng ghế thương gia vô cùng đẳng cấp, thì bên ngoài phần thiết kế thì chúng ta vẫn sẽ được trang bị gói thiết kế Maybach vô cùng đặc trưng với một mặt lưới tản nhiệt rất là lớn ở đây, như quý anh chị thấy, được mạ chrome sáng bóng. Và cái loại chrome này á, vật liệu này nó cũng rất là cao cấp quý anh chị ha. Nó cảm giác rất là xịn sò quý anh chị ạ. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thanh nan dọc dạng đứng ở đây để tạo nên cái tính chi tiết sang trọng và hiện đại cho cái mẫu xe Maybach đã được all new của chúng ta quý anh chị ha. Và ở ngay khu vực trung tâm của một phần mặt lưới tản nhiệt này, chúng ta sẽ có một dòng chữ Maybach rất là đẹp mắt ở đây luôn quý anh chị ha, rất là sáng bóng. Ngay bên dưới này thì quý anh chị để ý, chúng ta sẽ có một cái tấm panel phủ bóng ở đây. Lý do tại sao mà có tấm panel này quý anh chị? Bởi vì bên đằng sau của cái tấm phủ bóng này, chúng ta sẽ có một cái radar phục vụ cho các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến nhất vừa được trang bị trên mẫu xe này. Và một cái mặt phẳng như thế này thì sẽ giúp cho radar hoạt động được tốt hơn quý anh chị ha. Như là tính năng bám đuôi xe phía trước nè, hay là những tính năng như là phanh phòng ngừa va chạm nè quý anh chị. Và ngay ở khu vực trung tâm của lưới tản nhiệt này, chúng ta sẽ có một cái đầu ra của camera 360. Và camera này cũng sẽ là camera thế hệ mới quý anh chị ha. Nó sẽ có chức năng là chúng ta có thể giả lập được môi trường xung quanh 3D, rất là tiện nghi luôn. Mà lát nữa khi mà vào bên trong nội thất thì Thịnh sẽ giới thiệu kỹ hơn. Tiếp đến thì đối với dòng xe Maybach này á, thì cái tạo hình thiết kế của phần đầu xe thì nó cũng sẽ khá tương đồng với các mẫu xe S450 All New ha. Tuy nhiên thì quý anh chị để ý nè, ở ngay bên dưới cái phần hốc rút gió thì chúng ta cũng sẽ được viền chrome rất là dày bản, rất là đẹp mắt luôn ha. Và nó sẽ nối dài với phần cản trước của xe sang phần hốc bức gió bên phải, tạo thành một tổng thể rất là liền mạch, rất là đẹp mắt và sang trọng. Và mẫu xe này khi mà quý anh chị đi ngoài đường thì chắc chắn là sẽ thu hút mọi ánh nhìn bởi cái sự đắt tiền của nó cũng như là cái vẻ sang trọng mà nó mang lại quý anh chị ha. Đó, đây là tổng thể phần đầu xe khi nhìn trực diện nè quý anh chị. Ngay phía bên trên nắp capo chúng ta cũng sẽ có một logo exclusive dạng đứng, phủ chrome sáng bóng. Và đây là một cái điểm đặc trưng, một cái nét đặc trưng mới của dòng Maybach quý anh chị ha. Một cái đường chrome chạy dọc theo ngay trung tâm của phần nắp capo luôn quý anh chị ha, để khẳng định đây là một mẫu xe Maybach thực thụ. Và đây là màu sơn Emerald Green ha, hay chúng ta còn gọi là màu xanh ngọc lục bảo đó quý anh chị. Khi mà chúng ta đi trong điều kiện trời tối thì màu xanh này nó sẽ khá là giống với màu đen, nhưng mà khi trong những cái điều kiện mà ánh sáng đầy đủ và đặc biệt là ánh sáng ban ngày thì màu xanh này phải nói là nó cực kỳ đẹp mắt quý anh chị ạ. Tiếp đến là phần đôi mắt, đây một cụm đèn vô cùng xa xỉ luôn.
chúng ta sẽ có một cái dãy led màu xanh ở đây ha. Đó, một dãy led màu xanh biển cực kỳ đẹp mắt. Và ở bên trong này chúng ta sẽ có một cái công nghệ chiếu sáng thế hệ mới với tên gọi là Digital Light ha. Tình cũng đã có giới thiệu về công nghệ đèn này khá là nhiều lần trong các cái mẫu xe trước đây vừa được all new của thương hiệu Mercedes-Benz ha. Và trên Maybach S450 thì chúng ta sẽ được trang bị là Digital Light này hay quý vị ha. Bên trong một cái cụm projector này chúng ta sẽ có 1,3 triệu tấm vi gương. Và 1,3 triệu tấm vi gương này có khả năng tắt mở, được điều khiển độc lập bởi ECU đa nhiệm. ECU này sẽ thu thập thông tin từ camera đa nhiệm cũng như là hệ thống radar phía trước để đưa ra những cái tính toán khiến cho cái cụm đèn này có thể thích nghi được với mọi điều kiện mặt đường, điều kiện thời tiết, điều kiện vận hành của quý anh chị ha. Một cụm đèn cực kỳ an toàn, cực kỳ hữu dụng và cũng cực kỳ nhân văn với cái tính năng là chống làm chói mắt các phương tiện giao thông phía trước cũng như là đi ngược chiều của chúng ta ha. Và khả năng chiếu xa lên đến 650m. Và tạo hình thiết kế của cụm đèn Digital Light này trên mẫu xe Maybach thì phải nói là không có gì để chê nữa quý anh chị ạ. Thành chỉ đang bật đèn demi thôi. Nhưng mà quý anh chị thấy nè, thật sự là khó mà có thể diễn tả được cái độ đẹp mắt của cái cụm đèn Digital Light trên mẫu xe Maybach S450 này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần hông xe quý anh chị ha. Đầu tiên, phần hông xe thì chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng bộ mâm rất là đặc trưng của Maybach ha. Bộ mâm này có kích thước là 20 inch quý anh chị ha. Với điểm nhấn là một cái nắp chụp logo Mercedes-Benz ở đây ha, bằng kim loại và dòng chữ Maybach ở đây, rất là đẹp mắt luôn. Và cái phần lớp xe này chúng ta sẽ sử dụng là lớp xe MOS quý anh chị ha. Một bộ lớp tăng thêm khả năng cách âm mặt đường, giúp cho mẫu xe này vốn dĩ cách âm đã rất là tốt rồi. Và với một cái bộ lớp này bổ trợ thêm nữa thì chúng ta sẽ có một cái khả năng cách âm, phải nói là cách âm môi trường hoàn hảo quý anh chị ha. Và bộ mâm này quý anh chị để ý nè, nó sẽ rất là đặc biệt quý anh chị ạ. Nó không có nhiều cái chi tiết đa chấu quý anh chị ha. Nó sẽ rất là dày bãi, rất là đặc cộm như thế này. Và nó sẽ là mâm đúc đặc quý anh chị ha, cực kỳ xịn luôn. Và hầu như là nó che hết toàn bộ những cái chi tiết, như là một cái dễ phanh rất là to bản bên trong, cộng với một cái cùm phanh cái thước cũng rất là lớn ha. Đó, về hệ thống treo thì mẫu xe Maybach của chúng ta sẽ sử dụng là hệ thống treo khí nén rất là nổi tiếng rồi, đảm bảo cho khả năng vận hành êm ái như một tấm tam bay ha quý anh chị. Đây là tổng thể của phần hông xe của Maybach S450 ha. Với chiều dài lên đến 5m470 thì cái hàng ghế thương gia phía sau phải nói là cực kỳ rộng rãi luôn quý anh chị ạ. Đây quý anh chị cùng xem qua tổng thể hông xe của Maybach S450 ở đây quý anh chị ha. Chúng ta cũng vẫn sẽ có những cái chi tiết như là phần viền cửa thì sẽ được mạ chrome sáng bóng nè, một cái logo Maybach ở vị trí phần gần phần đuôi xe ở đây ha, rất là đẹp mắt. Và một cái đường nẹp rơm chạy dài từ phần bánh trước ở đây quý anh chị ha. Đó, nó sẽ chạy dài từ phần mép bên dưới của bánh trước xuống tới bánh sau và sẽ đi vào xuống tới phần đuôi xe luôn quý anh chị ha. Đó, để làm cho mẫu xe chúng ta có cái hiệu ứng thị giác là nó sẽ càng trường dài hơn nữa. Một mẫu xe vốn dĩ đã có chiều dài rất là dài quý anh chị ha. Đó, và tiếp đến đây là phần đuôi xe ha. Tạo hình thiết kế của cụm đèn hậu này thì nó cũng sẽ giống như trên Maybach S450, cũng không có gì khác biệt cả, chỉ khác biệt là ở đây nó sẽ là dòng chữ Maybach ha. Đó, và cũng được mạ chrome sáng bóng rất là đẹp mắt. Về phần cụm đèn định vị thì chúng ta cũng sẽ là công nghệ LED quý anh chị ha, nhưng mà tạo hình rất là sắc sảo và đẹp mắt. Đó, quý anh chị cùng xem ở đây. Và một cái dãy chrome chạy dài từ mí đèn hậu bên trái xuyên qua nắp cốp và đi vào phần mí đèn hậu bên phải luôn ha, cực kỳ sang trọng. Ở đây sẽ là dòng chữ S450. Ở thị trường Việt Nam thì hiện tại đối với Maybach Sedan thì chúng ta sẽ có hai loại là S450 và S680 ha. Ở thị trường nước ngoài thì chúng ta sẽ có thêm là S580 nữa. Tuy nhiên thì hiện tại là cái model xe đó vẫn chưa nhập về Việt Nam ha quý anh chị. Rồi, trung tâm của phần cốp xe thì chúng ta cũng sẽ có một logo Mercedes-Benz ở đây quý anh chị ha, sáng bóng và đẹp mắt. Ngay bên dưới này thì chúng ta cũng sẽ có một cái chi tiết ống xả kép ha, rất là đẹp mắt luôn quý anh chị. Đó, và hầu như là các cái chi tiết mạ chrome được sử dụng trên cái mẫu xe này ở phần ngoại thất cực kỳ nhiều luôn, để tăng thêm cái vẻ sang trọng cho mẫu xe này. Và đây là một cái điểm nhấn của dòng xe Maybach. Đối với ống xả kép thì chúng ta sẽ có một cái thanh chia đôi ống xả ở đây để tăng thêm cái tính chi tiết cho phần ống xả trang trí của chúng ta ha. Phần đầu xe và đuôi xe chúng ta sẽ có tổng cộng là 12 mắt cảm biến, cũng giống như những cái mẫu xe khác của thương hiệu Mercedes-Benz ha. Đây, quý anh chị có thể nhìn kỹ hơn về cái phần cụm đèn hậu định vị của mẫu xe này ha. Chúng ta sẽ có tổng cộng là đến 3 dãy đèn quý anh chị ạ. Và sắp xếp rất là thứ tự, rất là đẹp mắt ở đây luôn. Và nó là không có gì để diễn tả về cái độ đẹp mắt của mẫu xe này cả quý anh chị. Và tất nhiên là mẫu xe này chúng ta vẫn sẽ có những tính năng như là cốp điện và đá cốp, dĩ nhiên phải có đối với mẫu xe sang trọng và đắt tiền như là Maybach S450 ha. Đây, mình sẽ đá cốp thử.
Rồi khi mà mở phần cốp ra thì chúng ta sẽ có một cái khoang cốp cực kỳ rộng luôn. Quý anh chị có thể để được rất là nhiều những cái vật dụng cần thiết, hay là chúng ta có sở thích đi chơi golf chẳng hạn thì cũng có thể để được đến 2 đến 3 bộ golf quý anh chị ha. Đó, ngay bên dưới này sẽ là một cái nắp phần cốp để rồi phía sau ha. Đó, bên dưới cũng sẽ thêm một cái ngăn nhỏ nữa, chúng ta sẽ để những cái vật dụng cần thiết ha. Đây sẽ là hai cái gói được trang bị sẵn trên xe ha quý anh chị. Rồi bây giờ thì Thịnh sẽ mở nắp capo ra để cho quý anh chị cùng xem khóa động cơ của mẫu xe Maybach S450 này quý anh chị nhé. Rồi đối với Maybach thì để có thể mở nắp capo ra thì chúng ta sẽ phải lẫy hai lần quý anh chị ha. Đây là một cái lưu ý nhỏ nè. Đó, như Thịnh vừa lẫy hai lần. Rồi bây giờ chúng ta chỉ việc là đi ra phần đầu xe và dỡ thẳng nắp capo lên. Không có một cái lẫy như là những cái dòng xe khác quý anh chị ha. Chúng ta sẽ dỡ thẳng luôn. Cái nắp capo này rất là nặng quý anh chị, nhưng mà nhờ vào hệ thống trợ lực khi lực nên là cái việc mà Thịnh có thể nâng nó lên bằng một tay cũng khá là dễ dàng ha. Và đây chính là cái khoang động cơ của Maybach S450. Một số thông tin về cái khối động cơ này, chúng ta sẽ được trang bị là khối động cơ 6 xi lanh thẳng hàng tăng áp và dung tích xi lanh là 3.0 lít, cho ra công suất là 367 mã lực và 500 Nm mô men xoắn ha, kết hợp với những cái công nghệ như là tăng áp cuộn kép nè, rồi motor điện 48V trong hệ thống EQ Boost nè, và hộp số 9 cấp 9G Tronic giúp cho mẫu xe này vận hành cực kỳ êm ái. Và lát nữa khi mà Thịnh đề xe, quý anh chị sẽ cảm nhận cái độ sang trọng của nó qua cái việc là chúng ta đề xe nó cực kỳ êm và nó sẽ không có phát ra một cái tiếng kêu từ cụ đề giống như là những cái phiên bản thế hệ trước quý anh chị ha. Và cái khoang động cơ này nó cũng đầy ắp các chi tiết cơ khí nè. Đó, thật sự là không thể nào mà Thịnh có thể tìm được một cái điểm nào mà nó gọi là hở trên một cái khoang động cơ như thế này quý anh chị ha. Tất cả rất là nhiều các cái chi tiết được cơ khí lắp đầy cái khoang động cơ của chúng ta. Phía bên trên phần nắp capo này á, thì phần nắp capo thì nó sẽ được làm bằng hợp kim nhôm quý anh chị ha, để giảm trọng lượng của xe cũng như là tăng độ bền. Ở ngay trên đây thì sẽ có một cái lớp cách âm cũng như là lớp chống rung quý anh chị ha. Khi mà chúng ta đề máy thì quý anh chị có thể đặt cái tay của mình lên trên nắp capo, quý anh chị sẽ khá là bất ngờ vì nó vận hành cực kỳ êm và cái khoang động cơ này nó cũng gọi là cách âm rất là tốt luôn quý anh chị ạ. Đó, rồi đó là một số những cái thông số bên trên bên trong cái khoang động cơ của chúng ta. Đây là tay nắm cửa thiết kế dạng ẩn quý anh chị ha. Về cái chi tiết này thì nó cũng đã có trên các mẫu xe S450 thế hệ mới rồi, thì chắc chắn là trên Maybach chúng ta cũng sẽ được trang bị cái tay nắm cửa này quý anh chị ha. Với việc là chúng ta chỉ cần vuốt nhẹ theo lường của tay nắm cửa thì nó sẽ được đưa ra quý anh chị ha. Điều này sẽ giúp cho mẫu xe của chúng ta trông có vẻ công nghệ hơn và nó giảm ma sát của hệ số cản gió nữa ha. Mẫu xe này cũng sẽ có một cái hệ số cản gió rất là tuyệt vời. Và đây là khoang nội thất của Maybach S450. Thật sự là khó mà có thể diễn tả được cái độ đẹp mắt của nó quý anh chị ạ. Về cái phần da ghế thì chắc chắn mẫu xe này sẽ được trang bị là ghế da nắp ba cao cấp, một bộ ghế cực kỳ đắt đỏ và cho một cái cảm giác ngồi cực kỳ êm ái quý anh chị ha. Bây giờ Thịnh sẽ bước vào bên trong khoang nội thất của mẫu xe Maybach S450 này. Rồi, hiện tại là Thịnh đang ngồi bên trong khoang nội thất của Maybach S450 quý anh chị ha. Thật sự không có gì để nói được về cái khoang nội thất rất là đẹp mắt, rất là hiện đại như thế này cả. Bây giờ Thịnh sẽ mở đèn nội thất lên để xem cái ánh đèn vàng á, nó dạ vào bên trong cái phần nội thất kem của chúng ta thì nó sẽ còn sang trọng đến cỡ nào nữa ha. Đây, cái ánh đèn vàng nó luôn rất là ăn với lại cái màu nội thất kem ha. Nó tăng thêm cái vẻ sang trọng cho cái mẫu xe của chúng ta. Bên cạnh đó thì cái chi tiết được phủ chrome nè thì nó sẽ sáng lấp lánh lên, cực kỳ đẹp mắt quý anh chị ạ. Đó, đây cái chi tiết được mạ chrome sáng bóng thì nó sẽ ăn vào cái phần đèn nội thất và nó sẽ lấp lánh lên, phải nói là cực kỳ đẹp mắt, không thể nào diễn tả nổi cả. Về phần vô lăng thì chúng ta sẽ có một vô lăng ba chấu vàng tròn ở đây, rất là đẹp mắt ha quý anh chị. Đó, rồi về phần màn hình thì chúng ta sẽ có một màn hình trung tâm 12.8 inch công nghệ OLED ha, cực kỳ sắc nét, và một màn hình sau vô lăng 12.3 inch, và màn hình này sẽ hiển thị 3D được luôn quý anh chị ha. Nếu mà thông qua video thì chắc là chúng ta sẽ không nhìn thấy được cái 3D này, nhưng mà quý anh chị khi mà chúng ta nhìn thực tế á, thì chúng ta có thể xem được 3D luôn, và nó là cực kỳ tuyệt vời luôn quý anh chị ạ. Bây giờ Thịnh sẽ đề máy thử để quý anh chị cùng xem nha. Đó, Thịnh vừa mới đề máy đó quý anh chị, hầu như là không có nghe tiếng kêu gì luôn quý anh chị ạ, cực kỳ êm luôn. Vòng tua máy hiện tại đang là hơn 1.000 vòng một phút nè. Đó, và đây là màn hình OLED ha.
một cái màn hình có độ phản hồi rất là nhanh nhạy và cực kỳ sắc nét luôn anh chị ạ. Phải nói là quá là tuyệt vời luôn. Rồi ở đây thì học trung tâm chúng ta sẽ có hai cốc để ly ở đây ha. Rồi một cái bệ sạc không dây, hai cổng sạc USB Type-C ha quý anh chị. Đó. Rồi, và cái gói thiết kế nội thất này là gói thiết kế nội thất exclusive mở rộng với rất là nhiều những cái vật liệu đắt tiền ha. Đó, đây là ốp gỗ manufacture dành riêng cho Maybach ha, với các đường vân sọc chạy dài tới phần nội thất này rất là đặc trưng luôn. Gỗ sẽ là gỗ piano phủ bóng ha. Và các cái chi tiết như là ốp gỗ nè, nó sẽ chạy dài từ phần bên trái sang bên phải và có đèn viền nội thất lồng đi theo đó nữa. Nó tạo một cái cảm giác là cái khoang nội thất này nó giống như là một chiếc du thuyền vậy đó quý anh chị ạ. Chúng ta đang ngồi bên trong một chiếc du thuyền rất là xa xỉ và có mức giá lăn bánh là lên đến chừng 9 tỷ đồng ha quý anh chị. Rồi, hồi nãy thì Thịnh đã có nói đến là chúng ta có một cái học trung tâm với hai cốc để ly, một cái sạc không dây và hai cổng sạc USB-C quý anh chị ha. Thì đây này nó cũng không có gì khác biệt so với những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz cả. Nhưng mà trên mẫu xe này chúng ta sẽ có thứ nhất là gói Acoustic Comfort ha. Với kính trước của chúng ta sẽ được là kính cách âm hai lớp nè. Kính sau sẽ là kính cách nhiệt tối màu và phản xạ tia hồng ngoại ha. Đó. Thứ hai là gói Energizing Comfort ha. Đây quý anh chị, chúng ta vào bên trong một Comfort ở đây ha. Rồi, với Energizing Comfort này thì nó sẽ làm được những gì quý anh chị ạ? Đầu tiên là nó sẽ kết hợp giữa âm thanh, hình ảnh, giữa hệ thống nước hoa Everlane và tính năng massage. Nó sẽ combo lại với nhau và nó sẽ cho chúng ta một số những cái tùy chọn ở đây. Bao gồm nè, không khí sạch, ấm, sôi nổi, dễ chịu, tiện nghi quý anh chị ha. Và khi mà chúng ta kích hoạt vào nó thì nó sẽ có thứ nhất là màu đèn viền, âm thanh bên trong. Đó, cộng với hương nước hoa Everlane và các cái chế độ massage để tạo ra một cái combo thư giãn theo chủ đề mà quý anh chị đã lựa chọn ha. Cộng với một cái màn hình hiển thị ở đây nữa giúp cho chúng ta thư giãn ở một mức tối đa. Đây là một cái tính năng cực kỳ cao cấp mà thường chỉ có trên những cái mẫu xe Maybach thôi quý anh chị. Thực ra thì nó đã có trên các cái mẫu xe Maybach trước đây rồi. Tuy nhiên là đối với những mẫu xe mà Maybach All New như là S450 này á, thế hệ mới đó quý anh chị, thì nó còn được nâng lên một tầm cao hơn nữa khi mà cái hệ thống âm thanh của chúng ta đang là hệ thống loa Burmester 3D, với việc là chúng ta sẽ có thêm những cái dãy âm thanh, những cái dàn loa ở phía bên trên trần xe nữa ha, tạo ra âm thanh 3D nè, màn hình hiển thị cũng sắc nét hơn, âm nhạc hay hơn, nội thất đẹp hơn, rồi màn hình hiển thị cũng sắc nét hơn nữa, nó cho chúng ta một cái cảm giác thư giãn ở mức tuyệt đối quý anh chị ha. Đó, và đây màn hình sâu vô lăng 12.7 inch đây, nó đang ở chế độ hiển thị 3D đấy quý anh chị, nhưng mà chắc có lẽ là nhìn qua ống kính video thì chúng ta sẽ không có thấy được cái vẻ 3D của nó đâu quý anh chị ha. Đó, ngay phía trước là vô lăng ba chấu dạng tròn và nó cũng sẽ có màu kem macchiato luôn ha, và nó tương phản với lại những cái chi tiết được ốp piano ở đây rất là đẹp mắt ha. Đó, những cái tính năng thì nó cũng giống như những cái mẫu xe khác quý anh chị. Chúng ta cũng sẽ có là một cái touchpad cảm ứng để quý anh chị có thể điều khiển cái màn hình 12.8 inch ở phía trung tâm này. Đó, chúng ta sẽ dùng cái touchpad này để điều khiển màn hình ở đây quý anh chị ha. Đó, như Thịnh đang thao tác nè. Đó, giúp cho quý anh chị có thể vừa lái xe vừa điều khiển màn hình mà chúng ta không có phải với cái tay vào cái màn hình này, rất là tiện nghi. Và ở bên khu vực bên trái này thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái touchpad cảm ứng để quý anh chị có thể thay đổi các cái kiểu giao diện hiển thị của màn hình 12.3 inch này ha, như Thịnh đang thay đổi ở đây. Đó, hoặc là quý anh chị có thể sử dụng là tính năng là HUD quý anh chị ha, hiển thị thông tin trên kính chắn gió ha. Ở đây thì chắc là cũng sẽ khó thấy. Thịnh sẽ quay một cái shot quay sau cho quý anh chị cùng tham khảo nhé. Rồi, khu vực bên này thì chúng ta sẽ có gì nào? Những cái bộ điều khiển ghế chỉnh điện quý anh chị ha, rất là cơ bản trên Mercedes-Benz rồi, nhưng mà trên Maybach thế hệ mới thì nó cũng sẽ có tạo hình thiết kế dạng vuông vức hơn nè, và nó sẽ cảm ứng lực, tức có nghĩa là nó sẽ không có di chuyển cái phím bấm giống như thế hệ trước nữa. Ở đây là những cái tính năng như là sấy ghế mát, sấy ghế, làm mát ghế. Ở đây chúng ta sẽ bấm vào để có thể điều khiển cho cái ghế hành khách phía trước bên phụ này quý anh chị ha. Đó, và đây bộ ghế da nắp 3 cực kỳ đắt tiền, cực kỳ cao cấp luôn quý anh chị. Cảm giác ngồi êm ái và thích hợp với các tính năng như là massage nè, sưởi nè. Đó, thật là tuyệt vời. Và có thêm một cái gói rất là êm ái đây nữa ha. Cái gói này nó cũng sẽ có cái logo Maybach ở đây nữa.
Phải nói là cảm giác thư giãn ở mức tuyệt đối luôn quý anh chị ạ. Với Maybach thế hệ mới này thì chúng ta sẽ có tính năng massage trên cả 4 ghế luôn, hai ghế phía trước, dĩ nhiên là hai ghế thương gia phía sau thì phải có đầy đủ những cái tính năng hưởng thụ như thế này rồi. Đó. Rồi. Ở đây cũng sẽ là một số những cái công nghệ như là chúng ta sẽ có ga tự động giới hạn tốc độ, giữ khoảng cách với xe phía trước trong gói công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến nhất, và chắc chắn trên Maybach sẽ là gói công nghệ hỗ trợ lái đầy đủ nhất quý anh chị ha. Đó, kết hợp với những cái tính năng như là hệ thống an toàn chủ động free safe nè. Đó, và các cái công nghệ hỗ trợ lái như là hệ thống phanh chủ động, hệ thống giám sát làn đường chủ động, hệ thống hỗ trợ điểm mù chủ động, tất cả mọi cái tính năng này đều là chủ động hết, đều là cao cấp nhất hết quý anh chị ha. Đó, menu điều hòa thì sao? Chúng ta sẽ có điều hòa 4 vùng nhiệt độ độc lập Demotronic ha, và kết hợp với nó sẽ là hệ thống lọc không khí Energizing Air Control, cho một cái cảm giác không khí bên trong vô cùng trong lành, và nó sẽ kết hợp với hệ thống ion nước hoa Air Balance ở đây nữa. Khi mà có lắp ion nước hoa vào quý anh chị thì chúng ta sẽ bật thêm được hương hoa nữa ha. Đó, chúng ta sẽ lắp Air Balance ở đây quý anh chị ha. Rồi, kết hợp với những cái tính năng trên, đây là một cái mẫu xe mà phải nói là nó khơi gợi mọi giác quan cảm xúc. Một cái xúc giác cực kỳ tuyệt vời với bộ ghế da nắp ba êm ái, kết hợp với cái tính năng như sấy sưởi làm mát ha. Rồi, thính giác thì với một bộ âm thanh Boommaster nghe nhạc cực kỳ hay nè, thì nó sẽ chiều chuộng thính giác của quý anh chị. Thị giác thì dĩ nhiên rồi, với một cái phong cách thiết kế tuyệt vời như thế này thì không có gì để chê được cả quý anh chị ạ. À, đó, cực kỳ đẹp mắt ha. Rồi, ok, và khú giác thì nó sẽ là hệ thống nước hoa Air Balance cũng như là hệ thống lọc không khí để đảm bảo là cái luồng không khí bên trong cái khoang nội thất của mẫu xe xa xỉ này lúc nào cũng nó cũng ở mức tình trạng tốt nhất quý anh chị ha. Đó. Rồi, bây giờ thì chắc có lẽ là Thịnh sẽ di chuyển xuống dưới hàng ghế thương gia để chúng ta cùng trải nghiệm những cái tính năng hưởng thụ trên mẫu xe này quý anh chị nha. Phải nói là một không gian cực kỳ trong lành và thoải mái quý anh chị ha. Đây là khu vực thành cửa của mẫu xe này, và với Maybach S450 thì chúng ta sẽ có tính năng điều khiển bằng cử chỉ quý anh chị ha. Thịnh có thể đóng cửa bằng cách vẫy tay như thế này. Đó, cửa sẽ được đóng lại quý anh chị ha. Đối với một mẫu xe là dài đến 5m470 như là Maybach S450 thì khu vực cửa sau này nó cũng sẽ rất là dài ha. Và khi mà nó đã được khi mà cái cửa đang mở ra như thế này quý anh chị ạ. À, đây, khi mà cửa đang mở ra như thế này thì cái việc mà chúng ta với tay vào để kéo cái cửa vào thì nó sẽ rất là khó khăn ha. Nên là chúng ta có thể đóng cửa vào bằng một cái lẫy ở trên đây ha, đóng vào mở cửa. Hoặc là quý anh chị có thể vẫy tay để cho cái cửa nó đóng vào ha. Cực kỳ sang trọng luôn quý anh chị ạ. À, và khi mấy chị đưa ra như thế này thì nó sẽ tự động nó ngưng lại quý anh chị ha. Đó, và khi chúng ta buông tay ra thì nó sẽ tiếp tục và nó đóng cửa. Cực kỳ thông minh và phải nói là cực kỳ sang trọng luôn. Nó mà cái việc mà chúng ta đóng cái cửa xe thôi nó cũng đã thể hiện được cái sự sang trọng và đẳng cấp của mẫu xe Maybach S450 này quý anh chị ạ. Đây là một cái màn hình giải trí phía sau 11,6 inch quý anh chị ha, cho cái người ngồi ở hàng ghế quan trọng nhất ở vị trí ghế chủ tịch như Thịnh đang ngồi ở đây, có thể điều khiển được tổng quát mọi cái tính năng bên trong xe ha. Như quý anh chị thấy nè, chúng ta sẽ có những tính năng như là massage ở đây với rất là nhiều chế độ ha. Massage bắp chân. Đó, Thịnh có thể kích hoạt nó lên nè. Rồi, ghế ngồi, chúng ta có thể điều chỉnh tắt lưng, tựa đầu hai bên, rất là nhiều những cái thông số luôn, sưởi và làm mát ghế. Đèn trang trí nội thất thì quý chị có thể chọn luôn được cả những cái màu, những cái combo màu quý chị mong muốn ha. Đó, thì Thịnh vừa đổi sang là cái màu hồng nè. Đó. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có đèn khoang sâu thích ứng nè quý anh chị, trái và phải luôn ha. Đó, chúng ta có thể chọn ánh sáng, rất là nhiều những cái thông số ha, và nó sẽ thay đổi cái khu vực đèn ở đây quý anh chị ha. Đó, như quý chị thấy nè, đèn trắng hoặc đèn vàng. Đó, chúng ta sẽ thay đổi được rất là nhiều cái thông số ở đây luôn. Và Energizing Comfort như Thịnh có giới thiệu ở khu vực vị trí lái ở hàng phía trước thì chắc chắn là nó cũng sẽ có ở trên hàng ghế phía sau này ha. Với những cái combo kết hợp với hương nước hoa, hệ thống âm thanh, hình ảnh, âm nhạc và màu sắc để cho chúng ta một cái không gian thư giãn ở mức tuyệt đối quý anh chị ha. Khu vực thành cửa này cũng sẽ được bọc da rất là sang trọng với ốp chi tiết quả trấu và những cái đường thêu mây rất là tỉ mỉ ở đây ha. Ốp nội thất đặc trưng của Maybach nè, với những cái đường vân nhôm kẻ sọc ở đây rất là đặc trưng luôn, rất là đẳng cấp luôn, nhìn vào là biết là Maybach ngay. Ở đây sẽ là những cái phím bấm như là chúng ta có thể bấm vào sưởi ghế làm mát ghế, ở đây là 3 mức độ ha. Rồi, ở đây sẽ là chúng ta bấm vào thì nó sẽ đưa ghế chúng ta về lại vị trí ngồi ban đầu, còn khi mà quý anh chị ấn vào nút này thì nó sẽ
bật tính năng là ghế thương gia với độ ngã lưng ghế là 43,5 độ quý anh chị ha. Và nó sẽ đẩy cái ghế phía trước lên hết mức có thể luôn, cho chúng ta một cái cảm giác ngồi cực kỳ thoải mái và thư giãn luôn quý anh chị ạ. Rèm cửa sẽ là rèm chỉnh điện luôn quý anh chị ha. Dĩ nhiên rồi, mẫu xe này cực kỳ đắt tiền và cực kỳ sang trọng nên là những cái chi tiết điều khiển bằng điện thì chắc chắn phải có trên mẫu xe Maybach của chúng ta ha. Đó. Bây giờ Thịnh đang được nâng cái phần bắp chân lên nè và ghế đang ngã lên 43,5 độ. Cực kỳ tuyệt vời luôn quý anh chị. Phải nói là một mẫu xe cực kỳ sang trọng và đẳng cấp luôn ha. Còn gì bằng nữa ạ. Và cũng ở với cái góc nhìn này thì quý anh chị có thể quan sát được tổng thể của cái vị trí lái, khoang nội thất bên trên ha. Rất là đẹp mắt luôn. Không thể nào diễn tả nổi về cái độ đẹp mắt của mẫu xe Maybach S450 này quý anh chị ạ. Và nếu mà so về giá bán thì mẫu xe này đang có mức giá là 8.199.000. Nó sẽ rẻ hơn gần phân nửa so với Maybach S680. Nhưng mà nó vẫn được trang bị những cái tiện nghi đầy đủ, hầu như là gần như là giống hệt với lại Maybach S680 quý anh chị ha. Chỉ là khối động cơ của nó thì nó sẽ rất là vừa vặn, trong khi Maybach S680 thì sẽ sử dụng là khối động cơ V12. Một xíu về thông số vận hành thì mẫu xe của chúng ta sẽ được trang bị hệ thống treo khí nén Airmatic. Hệ thống treo này thì cũng đã rất là nổi tiếng rồi. Nó giúp cho mẫu xe này vận hành êm như một tấm thảm bay, cộng với khả năng cách âm thân vỏ, cách âm khoang động cơ, cách âm mặt đường cực kỳ tốt, nhờ vào rất là nhiều những cái vật liệu đắt tiền, những cái chi tiết rất là giá trị. Nó giúp cho người ngồi ở hàng ghế thứ hai này, người ngồi bên trong khoang nội thất của mẫu xe Maybach này có một cái mức độ là cách âm tuyệt đối nè, và chúng ta cực kỳ thư giãn luôn. Kết hợp với những cái tính năng như là lọc không khí và tạo mùi nước hoa bên trong và một khoang nội thất phải nói là quá là hoàn hảo cho mẫu xe Maybach S450 này, cho quý anh chị một cái trải nghiệm thư giãn ở mức tuyệt đối quý anh chị ha. Bây giờ Thịnh sẽ quay trở lại vị trí ghế thông thường ha, bằng cách là chúng ta sẽ ấn vào cái nút ở đây. Rồi, ok. Ở ngay khu vực yên ngựa trung tâm hàng ghế sau thì chúng ta sẽ có một cái nút bấm ha, và để dùng để mở cái phần nắp. Sau khi mở cái phần nắp trung tâm này ra thì chúng ta sẽ hiện lên một cái màn hình của hệ thống điều hòa Demotronic ha. Quý anh chị có thể tinh chỉnh nhiệt độ ở đây được quý anh chị ha. Đó, chúng ta có thể tăng giảm nhiệt độ ở đây ha. Và khi mà chúng ta tăng giảm nhiệt độ thì hệ thống đèn viền chủ động nó sẽ thay đổi nhiệt độ. Phải nói là không thể nào diễn tả nổi về cái sự sang trọng và xa xỉ của mẫu xe này quý anh chị ạ. Đó, ở đây sẽ là hai cái cốc để ly có thích hợp tính năng là sưởi, làm ấm cốc và làm mát cốc quý anh chị ha. Đó, và khi mà chúng ta không muốn dùng đến cái này thì chúng ta có thể đóng nó lại bằng cách ấn một cái nút bấm ở đây. Cái cách mà nó đóng cái nắp yên ngựa trung tâm này cũng rất là từ tốn, rất là sang trọng ha. Ở đây thì khu vực bệ tì tay chúng ta sẽ có một cái bệ để chúng ta để một cái tablet ha. Và cái tablet này quý anh chị sẽ dùng để quý anh chị điều khiển những cái tính năng giải trí bên trong xe, cũng giống như là cái màn hình 1.6 inch ở đây vậy. Tuy nhiên là khi mà chúng ta bật tính năng ghế thương gia như thế này thì chắc chắn là không thể nào với tay để điều khiển màn hình đó được. Thì chúng ta sẽ điều khiển cái tính năng trên xe bằng cái tablet ở đây quý anh chị ha. Khi mà mở cái khu vực bệ tì tay trung tâm này ra, chúng ta sẽ có là hai cái bàn gấp tiện nghi với cơ cấu gập thông minh ha. Như Thịnh đang thao tác ở đây. Đó, gập cực kỳ dễ dàng luôn quý anh chị ạ. Rồi, với một cái bàn gấp tiện nghi như thế này thì quý anh chị có thể ký hợp đồng được nè. Chúng ta có thể để một cái laptop nhỏ hay là một cái tablet để chúng ta có thể làm việc ngay cả khi đang ngồi trong xe luôn. Và quý anh chị yên tâm là mẫu xe này nó sẽ vận hành cực kỳ êm. Chúng ta sẽ không có cảm giác bị khó chịu khi mà ngồi làm việc trên mẫu xe này luôn quý anh chị ha. Khi mà chúng ta cần thư giãn, cần nghỉ ngơi, cần chập mắt thì với những cái tính năng vô cùng xa xỉ và sang trọng bên trong khoang nội thất này nó cũng sẽ giúp ích cho quý anh chị rất là nhiều ha. Đó, đây là cửa sổ trời của xe quý anh chị. Ở đây sẽ là cái khu vực loa ở trần xe ha. Được thiết kế cũng rất là sang trọng và tỉ mỉ. Ở bên trên trần xe cũng sẽ được bọc da Dynamica quý anh chị ha, rất là sang trọng. Bên trên tắp lô thì sẽ là da nắp ba giống như là bộ da ghế này luôn. Bây giờ Thịnh sẽ gấp cái bàn gấp tiện nghi này lại ha. Đó, cách gấp rất là dễ dàng luôn quý anh chị. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hộc để đồ nhỏ nữa quý anh chị ha. Đúng ra nó sẽ là vị trí của cái tủ lạnh đó quý anh chị ạ. Tuy nhiên thì đối với mẫu xe là Maybach S450 thì chúng ta sẽ không có trang bị tủ lạnh mini. Nên là đây sẽ là một cái hộc để đồ bình thường thôi. Đó, trên Maybach S680 thì chúng ta mới có tủ lạnh mini quý anh chị ha. Tuy nhiên thì Thịnh thấy là cái chi tiết tủ lạnh thì nó cũng không có quá là cần thiết. Nhưng mà mẫu xe này đã có mức giá bán, nó sẽ tiết kiệm hơn một nửa so với lại Maybach S680 ha. Đây, những cái chi tiết trang trí đèn viền nội thất uốn lượn dọc theo các cái thiết kế rất là tỉ mỉ của mẫu xe này, cực kỳ đẹp mắt và cực kỳ tuyệt vời quý anh chị ạ. Không thể nào diễn tả nổi.
Rồi, và đây là cửa sổ trời quý anh chị ha. Chúng ta có thể đóng mở cửa sổ trời bằng cách là điều khiển ngay trên cái màn hình 11.6 inch này, hoặc là chúng ta có thể vẫy tay để cho nó đóng cửa sổ trời là được luôn ha. Đây là thao tác chậm nhất. Đó, với một cái vẫy tay thì Thịnh đang đóng cửa sổ trời ha, rất là tiện nghi luôn. Phải nói là mọi cái tính năng, mọi cái cử chỉ bên trên, bên trong mẫu xe này cũng đều tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là sang trọng. Một mẫu xe vô cùng hiện đại, khơi gợi mọi giác quan cảm xúc quý anh chị ha. Chắc chắn là trong tương lai Thịnh sẽ có thêm một cái video review rất là chi tiết về mẫu xe này cho quý anh chị cùng tham khảo nhé. Còn bây giờ thì chắc là Thịnh xin khép lại video ở đây bởi vì thời lượng nó cũng khá là dài rồi. Quý anh chị nào cần tư vấn về các mẫu xe của Mercedes-Benz nói chung và cụ thể là Maybach S450 thì cứ liên hệ với Thịnh qua số hotline Thịnh để ở góc phải bên dưới của video là 0908 000 284. Thịnh sẽ tư vấn thật là nhiệt tình. Hoặc là quý anh chị muốn trải nghiệm xem xe thực tế thì hãy liên hệ với Thịnh để có thể được cái sự hỗ trợ tốt nhất quý anh chị nhé. Xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video của Thịnh và xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo nhé. Taste all the high